Truyện kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Búc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Thiền Cung, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Là một nhân vật nổi danh hung sát giang hồ, cửu trượng mụ mụ đã làm cho quần hùng núng thế. Mặc dù tất cả đều lăm le chờ đợi nhưng không một ai dám ra tay trước. Tình hình như một quả bóng đang bơm thẳng dần dần. Thình lình như một dải khói đen mong manh phớt ngang qua trước mặt cửu trượng mụ mụ. Là một bóng người đứng sững cất giọng lạnh lùng. U Minh chức nữ này đã từng nói rằng, nếu linh đài bổ hạp lìa khỏi tay của Quy Bằng thì sẽ cấp kỳ thu lại. Lão bà tử hãy chuẩn bị đi. Cửu trượng mụ mụ sửng sốt mà tất cả các cao thủ võ lâm cũng đều thấy giật mình. U Minh chức nữ là một nhân vật mà giang hồ ít người dám cùng nàng gây sự. Đột nhiên xuất hiện và công khai tỏ ý muốn đoạt linh đài bổ hạp. Quân hùng cảm thấy cuộc chiến đã tăng thêm một địch thủ. Nhìn vẻ mặt hốt hải của mọi người, U Minh chức nữ cười khanh khách. Lão bà tử hãy cẩn thận giữ gìn, cô nương sắp sửa ra tay đây. Thấy U Minh chức nữ muốn dấn mình vào trận tuyến, Quy Bằng vội ra kêu lên. U Minh thư thư trở ra đây, ta có điều muốn hỏi. Nhưng tiếng kêu của chàng chưa dứt thì thần ảnh của U Minh chức nữ đã nhấc lên. Hai cánh tay ngọc uốn dẻo như rắn lộn, một điểm ngay vào mặt của cửu trượng mụ mụ, một chĩa thẳng đến linh đài bửu hạp. Cửu trượng mụ mụ đã sẵn đề phòng, tay cầm chiếc hộp dội hạ thấp xuống, tay trái tung liền một chưởng với 10 thành công lực. U Minh chức nữ khẽ lắc mình qua cười khải, cánh tay đưa ra chụp chiếc hộp, rút lẹ trở về, thuận đà phất ngược lên trên. Một đạo kình lực từ ống tay áo của nàng nhắm ngay vào nhũ căn trọng quyệt của đối phương mà ập tới. Như một hành động, đồng thời thanh trường kiếm của Dương Khang và song chưởng của Thất Tuyệt Chân Nhân cũng đã từ sau lưng ở U Linh chức nữ mà tập đến. Hành động đánh lén bỉ ổi của những kẻ mệnh danh nhân vật võ lâm giang hồ đã làm cho Quy Bằng không dằn được nữa. Chàng quát lên một tiếng phóng mình lên với chiêu thức Thiên Mã Kim Qua, phân khai công thế vào Cô Tinh Kiếm và Thất Tuyệt Chân Nhân. Ngọn đòn tung ra trong cơn giận dữ của chàng đã làm chấn động đối phương. Thất Tuyệt Chân Nhân và Cô Tinh Kiếm giật mình tản ra hai phía. Là một người thận trọng, tuy chưa nhận được mặt của Quy Bằng, xong chạm qua chiêu thức vừa rồi, Thất Tuyệt Chân Nhân biết gã thiếu niên không phải là một người dễ chọc, nên cố nhẫn nhịn làm thinh. Trái lại Cô Tinh Kiếm thì lại ỷ mình danh vọng võ lâm khinh thường đối thủ sắp tới hầm hầm. Rành con, ngươi là môn đệ của ai? Quy Bằng quay mặt lạnh lùng không thèm lên tiếng, chăm chú theo dõi trận đấu của U Minh chức nữ. Lúc bấy giờ sức áp đảo của U Minh chức nữ, cửu trượng mụ mụ chỉ còn cách tránh đỡ của liên tục thối lui. Liệt Diệm Thần Quân lo sợ U Minh chức nữ đoạt lấy linh đài bửu hạp, vội vàng nhất tới dung mạnh cánh tay nhằm thẳng vào nàng, tung một đạo kình lực hơi nóng hừng hực của Liệt Diễm Thần Quả Chưởng. Đã từng chiến đấu kinh nghiệm dồi dào, thoáng nghe máy động sau lưng, U Minh chức nữ nhanh như chớp xoay nghiến thân mình, với 10 đầu ngón tay chẻ ra một lúc, 10 ngón chỉ phong xuyên thẳng vào chưởng lực của đối phương. Re 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 re, không khí như xé toẹt ra. Bức tường nhiệt lực của Liệt Diễm Thần Quả Chưởng đã bị băng phách chỉ công của U Minh chức nữ chọc thủng vỡ tan. Liệt Diễm Thần Quân lão đảo thối lùi từ miệng từ mũi, máu rỉ ra một lúc, bị U Minh chức nữ luyện công hung tính của cửu trượng mụ mụ dục nổi lên. Bà ta giật giành môi thét lên như quỷ khóc. Không ở tay ra thì cũng không khi nào ở vào tay kẻ khác. Cùng một lượt với tiếng thét, cửu trượng mụ mụ đã đưa thẳng tay lên vận chuyển toàn thân công lực bóp mạnh linh đài bửu hạp. Âm! Chiếc hộp vừa bể nát, tiếp theo là một tiếng nổ long trời lở đất, bụi cát và khói đen xông lên mù mịt.
không kịp một tiếng la, thân thể của Cửu Trượng Mụ Mụ bị đứt bấy ra từng khúc. Đứng sát một bên vừa nghe tiếng nổ, U Minh Chức Nữ nhún mình nhảy tránh sang một bên. Với một thân pháp cực kỳ thần tốc, nhưng những dòi máu từ thân mình của Cửu Trượng Mụ Mụ đã bắn theo ướt đỏ áo của nàng. Các cao thủ võ lâm há mồm kinh hoảng trước tình hình đột biến. Thượng Quan Hồng, Tạ Quy Bằng và U Minh Chức Nữ cũng đứng lặng sững sờ. Không ai có thể ngờ rằng trong linh đài bửu hạp lại chứa chất nổ. Khói đen tản mát, mùi thịt cháy, mùi thuốc nổ bay ra khét lẹt. Phi Phi Thượng Nhân cao giọng niệm lên một tràng Phật hiệu và quát mắt ngó Quy Bằng. Hung đồ, ngươi lại âm mưu dùng thủ đoạn cực kỳ tàn ác. U Minh Chức Nữ lướt lên cười nhạt rồi ngắt lời. Cần phải dùng thủ đoạn đó với cái bọn người tham lam tàn bạo chứ. Ta cho rằng kẻ chết nổ còn hơi ít đấy. Quyền Không Đạo Trưởng trợn mắt nhìn nàng và dục quát lên. Thằng danh con ấy là đệ tử của lão ma đầu thoát chết ở Âm Phong Nhai. Đừng để cho nó sống. Quy Bằng cười khinh khỉnh. Ta đang muốn kiếm, lại may mắn gặp ngươi thì đâu có chuyện bỏ đi mà sợ. Đảo mắt nhìn quanh thấy Phi Phi Thượng Nhân, Cô Tinh Kiếm và Thất Tuyệt Chân Nhân đều đã tiến lên. Quyền Không Đạo Trưởng càng tăng thêm can đảm. Ngoát con, Bần Đạo là người chủ sướng, sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu như ngươi bằng lòng nói rõ nơi trú ngụ của lão ma đầu. Quy Bằng thản nhiên nói. Đi tìm kẻ ấy mà hỏi, chứ sao lại hỏi ta? Thất Tuyệt Chân Nhân trầm giọng. Cứ hành động đi, không nghi ngờ gì cả. U Minh Chức Nữ cười gằn. Bằng vào cáp ngươi, liệu có đủ sức hay không đã chứ? Quyền Không Đạo Trưởng dằn từng tiếng một. U Minh Chức Nữ, ta khuyên ngươi hãy đặt mình ngoài cuộc. Giả như ta không thế thì sao? Thì sẽ kể như là ngươi đồng đảng của thằng tiểu quỷ. U Minh Chức Nữ cười hăng hắc. Và nếu thế thì sao nữa? Giết! Một luồng sát khí ẩn lên mi mắt, U Minh Chức Nữ lạnh lùng nói. Theo chỗ ta biết, vị thiếu niên này chưa từng song sáo giang hồ, các ngươi lại đang tâm cấu kết dây công. Hắn may mà thoát chết, đáng lý các ngươi phải nghĩ lại, có đâu chẳng chịu buông tha mà cứ bám theo bức bách. Trong chốn võ lâm lại có hành vi chính nghĩa như thế hay sao? Quy Bằng lướt tới dùng vàng nói. Từ từ không cần phải cãi với họ, nợ máu phải trả bằng máu. Để thử xem bọn mệnh danh hành hiệp giang hồ này bản lĩnh ra sao đã. U Minh Chức Nữ gật đầu tán thưởng. Hay lắm, quả xứng đáng là khí khái của kẻ làm trai. Quyền Không Đạo Trưởng đưa mắt qua đồng bọn và nói. Trừ diệt lũ ma đầu hung ác, chính đạo, những ai có mặt hôm nay hãy đem hết sức mình tỏ uy hùng của nhân vật võ lâm đi. Nửa năm về trước, tại Lữ Lương Sơn, một mình Quy Bằng tung hoành giữa 70-80 cao thủ của các phái, danh dội khắp giang hồ. Nay lại được sự hỗ trợ của U Minh Chức Nữ, một nhân vật đã từng làm cho võ lâm nơm nớp lo âu. Nên khi đối đầu, họ đã mang sẵn tinh thần sợ sệt. Lời kêu gọi của lãnh tụ Võ Đan chẳng những không đem lại kết quả. Trái lại, có tác dụng khơi động kinh hoàng. Họ âm thầm lần lượt rút êm, phút chốc chỉ còn lại mười mấy người bên phía của Quyền Không Đạo Trưởng. Liếc thấy tình hình, Quy Bằng bật cười ha hả. Lẽ phải là như thế đó, Quyền Không Đạo Trưởng. Bằng vào thế lực giang hồ, Võ Đan đương nhiên đứng hàng lãnh tụ suốt giang nam. Không ngờ hôm nay quần hùng lại không nghe theo mệnh lệnh. Quyền Không Đạo Trưởng vừa thẹn vừa tức trầm giọng quát lên. Lắm lời vô ích, Bần Đạo đang chờ xem công lực của ngươi. Hay lắm, cứ tiến lên. Bốn vị đạo sĩ đứng sau lưng của vị thủ lãnh, dục tuốt kiếm hầm hầm xông tới. Quy Bằng chưa kịp phản ứng, thình lình một bóng người lả lướt phóng lên. Đừng động đến sư thúc của ta. Sự hiện diện của Thượng Quan Hồng, một thiếu nữ mà giang hồ chưa từng biết mặt, và bằng vào quy lực của Chu Luân Pháp, một tuyệt học của Đại Bi Am, đánh giạt trường kiếm của bốn người đạo sĩ, làm cho bao nhiêu con mắt đều sai hẳn về phía nàng. Nhìn qua chiêu thức, Phi Phi Thượng Nhân kinh hãi kêu lên. Nữ thí chủ là môn hạ Đại Bi Am. Thượng Quan Hồng quát mắt, nếu phải thì sao? Phi Phi Thượng Nhân đánh một đòn cân não. Đại Bi Am chủ là một cao nhân xuất thế,
ắt sẽ không bằng lòng cho nữ thí chủ can dự vào dòng ân oán giang hồ. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Tại sao? Thần Quang Hồng nói gằn từng tiếng. Đại Bi Am từ trước đến nay chủ trương rằng ai không đụng đến ta, ta không bao giờ gây sự. Nhưng hiện tại, tự các ngươi đã phá đi chủ trương tốt đẹp đó, rồi bảo đạo Bi Am của chúng ta phải cúi đầu lặng tiếng đi sau. Phi Phi Thượng Nhân trố mắt. Tên hung đồ này chẳng lẽ lại liên hệ đến Đại Bi Am? Thượng Quang Hồng cười khải. Không chi liên hệ mà còn là sư thúc của ta đó. Phi Phi Thượng Nhân chắp tay. A-di-đà Phật, sao lại kỳ lạ như thế? Có đáng chi gọi là kỳ lạ? Chẳng lẽ võ công Đại Bi Am không thể truyền thụ cho một người đàn ông sao? Quyền Không đạo trưởng sốc lên quát mắt. Đừng nghe những lời quỷ quái, nó đồng đảng của tên ác ma kia. Quy Bằng mỉm cười gằn. Mở miệng ra là ác ma, mỗi lần nói đến ta đều kèm thêm hai tiếng hung đồ. Điều ấy các ngươi căn cứ vào đâu? U Minh Chức Nữ tiếp theo. Gọi ngươi là hung đồ, vậy thì cái bọn mà từng giờ từng phút chỉ mong cướp giật bửu vật của thiên hạ ấy phải gọi bằng một danh từ gì cho xứng đáng đây hả? Quyền Không đạo trưởng sượng sùng, không biết trả lời như thế nào. Thượng Quan Hồng hất mặt nhếch môi khinh khỉnh. Đối với bọn người khoác áo cà sa, mang lớn đạo trưởng để mà làm trộm cướp, nói nhiều cũng vô ích, có lẽ chúng ta nên dạy bọn họ một bài học thì hay hơn. Mỗi người một tiếng đã làm cho đối phương cứng họng, mà đánh nhau thì chưa chắc đã hơn. Quyền Không đạo trưởng tiếng thối lưỡng nan, trơ mắt lặng người như hình nộm. Phi Phi Thượng Nhân đạo hạnh cao thâm, lòng vốn không muốn gây thù oán nên vội vã tìm cách mở đường. Chúng bần tăng không phải là người hung hăng, chỉ vì tiểu thí chủ này lai lịch có chỗ nghi ngờ nên buộc lòng phải tra cứu thế thôi. U Minh Chức Nữ cười nhạt nói, cho dù lai lịch không rõ ràng, nhưng trên hành động đã có xâm phạm đến ai chưa? Điều ấy, U Minh Chức Nữ ngắt lời, nói đi nói lại, các ngài càng làm lòi thêm ra cái giả tâm dòm ngó linh đài bửu hạp của người ta. Phi Phi Thượng Nhân vội vã chắp tay, mô Phật, bần tăng đem thân pháp giang hồ lần này thật chỉ là chuyện của bản môn. Quy Bằng chợt nhớ ra rồi gặn hỏi, có phải để tìm kẻ đã dấu hiệu Hắc Ngô Công? Cô Tình Kiếm Dương Khang dục bước lên. Các hạ biết tên ma đầu ấy à? Quy Bằng mỉm cười nói, tại hạ chính ra đang tìm kiếm hắn đây. Dài sàng Phi Phi Thượng Nhân, họ Dương tỏ vẻ nghi ngờ. Chuyện thật là quái lạ chưa? Quyền Không đạo trưởng bây giờ mới có cơ hội xen vào. Tên ma đầu lại xuất hiện trên giang hồ, nhất định sẽ có ngày tìm gặp. Bây giờ nể Đại Bi Am chủ, chúng ta hãy tạm thời buông tha gã thiếu niên này. Phi Phi Thượng Nhân gục gạt đầu nói, A-di-đà-phật. Vừa lúc đó ngoài phía gian rừng, một tràng cười ma quái nổi lên. Quyền Không đạo trưởng Phi Phi Thượng Nhân và cô Tinh Kiếm càng nghe giọng cười, tất cả đều biến sắc. Bốn người đạo sĩ đứng cạnh Quyền Không đạo trưởng như bốn mũi tên xé gió lao thẳng ra ngoài. Đột nhiên một loạt tiếng rú thê thảm vang lên. Khi bốn người đạo sĩ vừa khuất bóng, Quyền Không đạo trưởng tái mặt kêu lên, nguy hiểm. Và người lãnh tụ võ đương vội nhấc mình lên, lao vút theo hướng phát ra tiếng động. Phi Phi Thượng Nhân và cô Tinh Kiếm cũng lật đật nói theo. Chỉ có Thất Tuyệt Chân Nhân không đi, bước lại khiều Liệt Diễm Thần Quân bảo nhỏ. Này, tại hạ nghĩ ra người ấy là ai? Liệt Diễm Thần Quân mặt lạnh như tiền. Kẻ mới hành hung ở ngoài gian rừng đó. Nhất Tiệt Chân Nhân khẽ lắc đầu, không, tại hạ muốn nói kẻ đánh tráo linh đài bửu hạp kìa. Liệt Diệm Thần Quân trố mắt nói, đánh tráo? Dân, nếu không bị đánh tráo thì Cửu Trượng Mụ Mụ làm sao lại chết vì chất nổ? Thế các hạ đoán kẻ ấy là ai? Hoa Lâm Lãng Điệp. Liệt Diệm Thần Quân chằn miệng nói, lại là hắn ư? Thất Tiệt Chân Nhân gật đầu nói, nhất định không làm được. Sau khi bắt Hồng Trần Tiên Tử, vợ của Võ Lăng Cuồng Khách, sau khi hắn đi rồi phát hiện thấy chiếc linh đài bửu hạp đoạt được nơi sa mạc là đồ giả, hắn bèn dồn chất nổ vào đó để chờ đợi thời cơ lúc chúng ta bất phòng nên bị gạt. À, thế thì nhất định là hắn. Chúng ta đến Lạc Hồn Cốc tìm cách đoạt lại đi. Thất Tuyệt Chân Nhân là một con người âm hiểm,
Một khi biết được kẻ lấy linh đài bửu hạp thì không khi nào đi tiết lộ ra ngoài. Nhưng đối với lạc hồn cốc, với rừng hoa đầy dễ chất độc, không dễ dàng đột nhập. Nên làm bộ thân mật rỉ tai để lợi dụng môn quả khí của liệt diễm thần quân. Là một kẻ đã từng lặn hợp trong chốn giang hồ, một kẻ dở ngón chơi thiên hạ, liệt diễm thần quân cũng chẳng lạ gì với cái lối mượn kẻ mở đường của thất tuyệt chân nhân. Nhưng thừa biết Hoa Lâm Lãng Điệp không phải là một con người dễ chọc, muốn đoạt lại báu vật cũng rất cần có kẻ giúp tay. Nên khi nghe thất tuyệt chân nhân ngỏ lời, lão ta vội đưa vấn đề hợp tác. Cả hai bên dắt tay nhau, rẽ qua ngã khác cùng cất giọng cười hô hố. Cả hai cùng đi một đường, cả hai cùng làm một việc, cả hai cùng cười một giọng, và cả hai trong giọng cười đó đều có một mũi dùi xói vào ruột gan của nhau. Trong lúc nghe gian rừng có biến, Quy Bằng và Thượng Quan Hồng dọn phóng mình, nhưng U Minh Chức Nữ đã kịp lấy mắt cho họ, bảo họ dừng lại. Đợi xem xong vở kịch tồi tàn do thất tuyệt chân nhân và liệt diệm thần quân hợp diễn, U Minh Chức Nữ mới ngửa mặt cười và kéo tay Quy Bằng, Thượng Quan Hồng lao về phía xảy ra biến động. Ra tới gian rừng, cả hai đều sửng sốt giật mình. Bốn người thanh niên đạo sĩ nằm sóng xoài bên nhau, còn Quyền Không đạo trưởng và Phi Phi thượng nhân đều không thấy bóng. Quy Bằng lật thay mấy người đạo sĩ, người nào nơi trên ngực cũng đều có những lằn giận giận như đuôi cá. Chàng buộc miệng kêu lên, lại là hắn. U Minh Chức Nữ lặng lẽ làm thinh. Thượng Quan Hồng nôn nao gặng hỏi, hắn là ai? Là người giết cậu của ta, nhưng không rõ là ai. U Minh Chức Nữ nói, không cần biết hắn là ai, ngay bây giờ tốt nhất là đừng nên ghẹo đến hắn. Tại sao vậy? Còn tại sao nữa? Chẳng lẽ một Hoa Lâm Lãng Điệp không đủ cho công tử đối phó hay sao? Huống chi các đại môn phái vẫn luôn luôn theo dõi hăm dọa, những việc đó phải lo trước chứ. Quy Bằng mím miệng làm thinh, quay mình đi thẳng. U Minh Chức Nữ lật đật đi theo. Công tử định đi đâu? Đi Lạc Hồn Cốc tìm Hoa Lâm Lãng Điệp. Quy Bằng gật đầu, người ấy đã bắt mẹ của ta, lại tìm đoạt linh đài bửu hạp, ta nhất định đến xem bản lĩnh của hắn ra sao. U Minh Chức Nữ câu mày, công tử có cách trừ được qua độc rồi sao? Quy Bằng lặng lẽ lắc đầu. U Minh Chức Nữ nhìn thẳng vào chàng nghiêm giọng, sau khi rời khỏi Kim Ngô Bang, thuận đường ta đi đến Lạc Hồn Cốc, tìm không ra công tử mà thiếu chút nữa bị bại vì loại qua độc đó. Cho nên ta nghĩ, nếu không có vật giải độc hay trừ loại qua độc đó thì quyết không nên đến. Quy Bằng cúi đầu suy nghĩ. Thượng Quan Hồng háo hức muốn biết thêm rừng qua độc ở Lạc Hồn Cốc ra sao, nhưng chưa quen với U Minh Chức Nữ nhiều nên không tiện mở lời. Cả ba chậm chậm bước đi. Thình lình ở ngoài ngõ trung trước mặt, tiếng niệm Phật bất ngờ giữa khu rừng vắng vẻ làm cho cả ba người giật mình đứng phát lại. Ngẩng mặt lên bắt gặp một lão tăng dẫn chiếc áo bào màu cà sa vàng, đang ngồi xếp bằng tròn, không biết vô tình hay cố ý chắn ngang ngõ hẹp. Là một kẻ xuất thân từ Phật môn, Thượng Quan Hồng vội chắp tay theo thói quen của ý thức trọng tăng, và Quy Bằng một thiếu niên luôn luôn kính lão đắc tràng nên cũng không có thái độ gì phản đối. Chỉ riêng U Minh Chức Nữ, một nhân vật chỉ sống với tâm tư thù hận, dễ dàng gây sự với bất cứ một ai, nên vừa thấy lão tăng nàng đã hầm hầm xốc tới. Hòa thượng kia cản đường người ta với dụng ý gì? Trong tư thái của kẻ tham thiền, nhà sư già không trả lời, cứ ngồi im lim, rồi đôi mắt nhắm nghiền. U Minh Chức Nữ càng giận dữ quát lớn, lão hòa thượng đừng có giở trò, chọc ta giận là khổ đấy. Vị lão tăng vẫn ngồi trơ không động, đôi mày bén ngót của U Minh Chức Nữ thoáng hơi cau lại, và thình lình bước lên một bước, năm ngón tay như búp măng trắng muột chộp thẳng về phía nhà sư. Năm luồng kình khí vô hình xẹt ra ngay ngực của vị lão tăng như xét chớp. Quy Bằng nhăn mặt với tay cản lại nhưng trễ mất một giây. Re re, lạ lùng làm sao? Năm ngọn chỉ phong như năm cái mũi dùi bắn tới một cách hùng mạnh dị thường. Nhưng chẳng những nhà sư điềm nhiên không phản ứng,
mà luôn cả chiếc áo cà sa cũng không lay động một tí nào. U Minh Chức Nữ tái mặt, nàng hừ lên một tiếng lạnh người, và hai bàn tay liên tiếp dung lên đánh sóc một hơi năm chưởng. Chưởng ảnh nhoáng lên, chưởng phong cuốn dậy, một tiềm lực trong cơn giận dữ như muốn ngàn lượng sóng chụp tới đối phương. Vì lão tăng bây giờ mới từ từ đứng dậy. A Di Đà Phật, hạ độc thủ đối với một kẻ tu hành già nua không chút chi phản kháng như thế này, nữ thí chủ không cảm thấy khinh quá ác hay sao? Là một kẻ thông minh mẫn cảm, chưởng thế phát ra, U Minh Chức Nữ nhận biết liền. Xung quanh nhà sư chân khí ngăn cản như tường đồng vách sắt, và bằng vào sự kiện đó chứng tỏ rằng nhà sư không phải là kẻ tầm thường. Tính cảnh giác nhắc nàng vội thu tay trở dài. Quy Bằng lập tức bước tới vòng tay, chẳng hay đại sư thuộc môn phái nào và cản đường chúng tôi có điều chi dạy bảo? Vị lão tăng lâm râm niệm Phật, bần tăng chỉ là một kẻ trốn đời chứ không phải là con nhà Phật môn, vậy các vị cứ gọi tên Đào Thế Nhân là đủ. U Minh Chất Nữ chen vào, Đào Thế Nhân, cái tên thật có ý nghĩa, nhưng đã tự xưng là kẻ trốn đời mà sao lại còn tìm người gây chuyện? Mồ Phật, tìm người thì có, nhưng gây chuyện thì bần tăng quyết chẳng là. Nếu như đã không gây sự thì sao lại cản đường? Vị lão tăng làm thinh không đáp, chậm chậm bước lại mặt của Quy Bằng. Sợ nhà sư bất ngờ giở ngón, U Minh Chức Nữ vận lực lên song chưởng bước sát theo sau. Thượng Quan Hồng cũng đặt tay lên sân tràng hạt sẵn sàng ứng phó. Riêng Quy Bằng vẫn điềm nhiên đứng thẳng đợi chờ. Nhà sư già kỳ dĩ đứng ngay trước mặt của Quy Bằng, chậm chậm lên tiếng hỏi. Thí chủ có đúng là con trai của Võ Lăng Cuồng Khách hay không? Phải. Võ Lăng Cuồng Khách được Linh Đài Bửu Hạp là chuyện rất ít người hay biết, nhưng sao bây giờ lại giấy ra sầm như thế? Điều đó thật không biết. Thế tại sao lệnh đường lại mang thí chủ chạy ra vùng sa mạc? Quy Bằng hơi do dự trả lời, có lẽ để tránh kẻ thù. Nhà sư già lại hỏi, lệnh tôn là một con người có tính khí can cường, dưới mắt thường xem như chẳng có một ai, thế sau khi được Linh Đài Bảo Hạp sao không tự mình gìn giữ mà lại để cho lệnh đường mang chạy đi xa? Quy Bằng lắc đầu tỏ vẻ không biết, và chàng cố tìm hiểu ý ẩn tàng qua những câu hỏi của nhà sư. Tia mắt của vị lão tăng dục ngời lên và nói như giọng quả quyết, cứ theo chỗ xét của bần tăng thì chuyện này có thể ngã ra hai lẽ. Thứ nhất, lệnh tôn cố tình dẫn cảnh để cho lệnh đường mang Linh Đài Bảo Hạt giả và chạy ra vùng sa mạc để đánh lạc hướng chú ý của nhân vật giang hồ. Thứ hai, cũng có thể lệnh tôn gặp nạn nên lệnh đường buộc phải chạy xa để trốn tránh kẻ thù. Thấy nhà sư chỉ nói quanh chuyện Linh Đài Bửu Hạt, Quy Bằng bắt đầu không thích nên lạnh lùng hỏi lại, những sự cần nói của đại sư chỉ có thế thôi sao? Nhà sư bật cười ha hả và dục chuyển đề khác. Thiếu Lâm Võ Đàng chính là những chính phái của giang hồ, tại sao đối với thí chủ tỏ vẻ như cừu địch vậy? Họ lầm hiểu rằng ta là đệ tử của lão ma đầu nào đó, hình như người đó đã thoát khỏi vòng dây của họ tại Âm Phong Nhai dạo trước. Thế sao thí chủ không cố biện minh? Quy Bằng cười gằn nói, họ đâu có chịu nghe. Nhà sư mím miệng nói, chẳng lẽ thí chủ để cho họ kéo dài sự hiểu lầm mãi mãi như thế ư? Cứ để cho họ hành động theo suy nghĩ của họ, chuyện giải bài phải trái bây giờ đã thành chuyện quá nhàm rồi. Chỉ sợ từ đây về sau chuyện phiền phức càng lúc càng nhiều đó chứ. Quy Bằng biểu môi khinh bỉ và như chợt nhớ ra, chàng vội hỏi, lúc nãy khi chụp giật Linh Đài Bửu Hạp, có phải đại sư đã dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện với ta không? Vị lão tăng tỏ vẻ ngạc nhiên, không, đâu có. Lạ quá, thế câu chuyện lầy nhầy không ăn nhập vào đâu. U Minh Chức Nữ bực mình sẵn giọng nói, hòa thượng nói thẳng dụng ý cản đường ra cho rồi, không ai có thì giờ đâu để nói chuyện bâng quơ. Vị lão tăng thấp giọng nói, A Di Đà Phật, đều muốn biết sau cùng của bần tăng là lai lịch của nữ thí chủ. Ta khuyên hòa thượng hãy an phận, ta đâu phải là người dễ công khai như thế.
Nhưng qua chiêu thức của nữ thí chủ khi nãy, Bần Tăng đã có được bản cung khai quá rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ cần biết thêm vị tiểu thí chủ này một tí nữa thôi. Và nhanh như chớp, nhà sư chấm dứt câu nói bằng cái vung tay chụp thẳng vào ngực của Quy Bằng. Tuy bất ngờ, song Quy Bằng ứng biến rất nhanh. Chàng khẽ rùng mình xuống và lẹ làng như chớp nhoáng. Tay trái xòe ra phạt ngang cổ tay của đối phương. Nhà sư biến thế, xòe năm ngón tay y như năm mũi sắt, chỉa ngay vào huyệt cử khuyết của Quy Bằng. Thấy đánh tung ra vừa lẹ vừa biến đổi một cách lạ lùng. Quy Bằng uốn cong mình bên trái, tay phải bắt đầu từ dưới xeo xéo đẩy đòn phản công lại. Cũng là một thế, xem dáng cách bình thường mà nguy hiểm chưa từng thấy. Nhà sư kỳ dị à lên một tiếng thật dài, ta đã biết rồi. Và thân ảnh khẽ lắc qua, đã tránh dạt ra ngoài tám thước. Nhà sư ngửa mặt cười ha hả. Lai lịch của hai người không còn cung khai, Bần Tăng cũng đã biết. Thảo nào mà họ chẳng nghi ngờ. U Minh chức nữ sừng sổ, biết cái gì? Nói chi, biết là đủ rồi. Vị quái tăng nhấc bổng thân mình lên, bóng dáng đã mất hút giữa ngàn cây, mang theo một chuỗi cười ha hả. Giữa rừng sâu thinh thích, giọng cười trêu tức của lão quái tăng càng lúc càng xa. Chim lặn vào hốc đá, chim rừng ngơ ngác vỗ cánh tung bay. U Minh chức nữ nghiến răng hậm hực dòm đuổi theo. Quy Bằng nhanh mắt đưa tay cản lại. Lão tăng ấy võ công thật khó lường, giả lại cũng chưa rõ là thù hay bạn. Hay bây giờ hãy tạm thời để cho lão đi đi. U Minh chức nữ do dự hồi lâu, gật đầu nghe theo ý kiến của Quy Bằng và chỉ hướng cho chàng và Thượng Quan Hồng đi theo thị trấn. Còn nàng thối thác vì có việc riêng phải đi ngã khác. Vì suốt ngày không ăn uống gì, cho nên vừa đến thị trấn, Quy Bằng và Thượng Quan Hồng đã chọn quán ăn cơm. Lúc bấy giờ phố chợ đang lúc đông người, thiên hạ dập dìu tấp nập. Quy Bằng và Thượng Quan Hồng vào quán giữa lúc thực khách ăn uống thật đông. Bước qua ngưỡng cửa tử điếm, chạm mặt một người ăn dẫn theo lối thư sinh. Người này trạc độ 40, nhưng lối phục sức, vì sắc diện mới trong chỉ độ chừng 30 tuổi. Vừa trông thấy Quy Bằng, bước chân của hắn tự nhiên chậm lại và chăm chú quan sát. Tia mắt bỗng dừng ngay lại khoảng giữa lưng của Quy Bằng, nơi chàng dắt chiếc ngọc tiêu. Và hắn vòng tay tươi cười nói, xin lỗi không biết tiểu ca danh tánh là chi. Tại hạ họ Tạ, phải chăng lệnh tôn là Võ Lâm cùng khách? Quy Bằng hơi núng thế vội vàng hỏi lại, tôn giá là ai và có ý gì mà hỏi những câu như thế? Người trung niên mặc áo văn sĩ mỉm cười, một nụ cười nhìn kỹ thật là dễ sợ. Nếu ta đoán không lầm thì chiếc ngọc tiêu mà tiểu ca đang mang nơi lưng là môn binh khí thành danh của Tử Tiêu Đoạt Mệnh năm xưa. Nhưng không biết nguyên do nào vào tay tiểu ca vậy? Mặc dù lần thứ hai rúng động, Quy Bằng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói, xin miễn cho trả lời câu ấy. Người trung niên dục cười khà khà và quải quả bỏ đi. Thượng Quan Hồng biểu môi khó chịu, cái thứ gì thấy ưa không nổi. Quy Bằng điềm đạm mỉm cười nói, kệ hắn đi, miễn hắn đừng ghẹo mình thôi. Thật sự Quy Bằng cũng không xem vấn đề đó là quan trọng. Chàng cùng Thượng Quan Hồng đi thẳng vào tử điếm. Cả một quán ăn rộng chật ních cả người. Tiếng cười nói pha lẫn với mùi thức ăn, mùi rượu hòa thành một không khí huyên náo lạ thường. Hai người chọn một cái bàn nhỏ bên trong, gọi tiểu nhị mang cơm rượu. Một cái bàn trước mặt hai người có một lão già mặc áo choàng đen, sắc diện cực kỳ hung ác. Chiếc mũi của y quặp xuống, hai con mắt lộ ra. Y ngồi ăn giống hệt như là một con chim ưng đang quặp lấy mồi. Thượng Quan Hồng vốn lớn lên trong đại bi am, chưa từng trải qua việc đời, thấy lão già có vẻ kỳ lạ. Nàng thúc dài của Quy Bằng nói nhỏ, coi kìa, thật là một lão già dị hổn. Quy Bằng liếc qua rồi thấp giọng nói, đừng nói lộn xộn, coi chừng người nghe thấy. Thượng Quan Hồng cười hăng hắc, sợ gì mà sợ. Lão già áo đen mà Thượng Quan Hồng cho là dị hổn quả là một kẻ thính tai. Lão quay mắt nhìn chòng chọc vào hai người, đôi mắt tỏa ra hai luồng điện, và lão bật cười lên hô hố.
Giọng cười của lão kéo dài như quỷ hú và gằn gằn một cách dữ dằn. Vừa lúc tên tiểu nhị vừa bưng tô canh đi tới, bị giọng cười như thanh la nện thẳng vào tay, gã tiểu nhị giục rung lên, tay chân cuốn quýt rồi rơi tô canh. Nước canh bắn cả vào chiếc áo choàng đen của lão già quái dị kia. Lão già áo đen trợn mắt chim mèo, phẩy mạnh tay áo rộng. Những người trong quán nhìn qua y như là lão phủi thức ăn rơi trên áo, nhưng riêng Quy Bằng thoáng thấy một luồng nội lực kinh hồn ẩn tàng trong cái nhất tay đó. Chàng biến sắc đứng phắt lên, rồi xong đã chậm một giây. Gã tiểu nhị bị rũ xuống như một người không gân cốt. Giữa tử quán xảy ra án mạng, làm cho thiên hạ nhốn nháo đứng hẳn lên. Quan cảnh ồn ào lộn xộn. Viên quản lý lật đật chạy ra trước mặt lão già áo đen, dáng sắc hớt ha hớt hải. Chuyện gì thế? Làm sao lại xảy ra như thế? Lão già áo đen gườm gườm, đôi mắt không thèm trả lời, từ từ sóc lại phía Quy Bằng. Viên quản lý chạy theo là lớn: nhân mạng tài trời, bộ muốn bỏ đi sao? Lão già áo đen không thèm ngó, phẩy nhẹ ống tay áo rộng ra đằng sau, nhếch môi cười độc ác: đồ bỏ. Một luồng âm lực vô hình từ ống tay áo của lão đã thốc ngược lại đằng sau, coi như một làn gió nhẹ xong, những ai am tường võ học đều phải lạnh người trước cái chết kề bên của tên quản lý. Thình lình một trận nhu phong bốc lên, thổi dạt âm lực của lão già áo đen. Và tuy khỏi chết vì độc thủ, nhưng sự đụng chạm của hai loại kình phong, không khí dồn ép làm cho gã quản lý phải ngã lăn quay trên mặt đất. Tiềm lực bị phá bất ngờ, lão già áo đen thoáng hơi kinh ngạc. Xong chỉ một giây, lão lấy lại sắc bình thường, xe tới trước mặt của Quy Bằng cười lên ằn ặc. Ừ, lại là ngươi. Sau khi phát xuất Bát Nhã Thiền Công giải cứu viên quản lý, Quy Bằng vừa dõm mình phóng tới thì đột nhiên từ ngoài cửa quán, giọng cười rỗng rãng nổi lên, tiếp theo là một tràng Phật hiệu. Mọi người ngó ra thấy ba nhà sư mặc áo màu tro đứng sừng sững nhìn vào. Lão già áo đen quay lại lộ vẻ ngạc nhiên. Một trong ba nhà sư lên tiếng: chúng bần tăng tìm kiếm khắp nơi, không dè các hạ lại hành hung giữa quán, cốt ý muốn gây chuyện với Quy Bằng. Bất đồ ba nhà sư xuất hiện, lão già áo đen thay đổi ý định, ngửa mặt cười hô hố. Tưởng là ai, không ngờ các vị cao tăng Ngũ Đài Sơn, lão phu xin thất lễ. Và liền theo lão ta tắt hẳn tiếng cười trầm giọng: sao các vị muốn dạy điều chi? Để tránh việc kinh động thiên hạ vô can, xin mời thí chủ hãy theo bần tăng tìm một nơi nói chuyện. Cứ dẫn đường đi trước, tính càng sớm càng hay, để lão phu khỏi bị những oan hồn theo dõi. Ba nhà sư vừa dõm xoay mình, chợt thấy Quy Bằng đứng bên cạnh, bèn dừng chân lại. A Di Đà Phật, có lẽ hai vị cùng đến một đường. Ánh mắt lão già áo đen lóe ra tia hiểm ác. Một cũng quá đủ nói chuyện với các vị rồi, cần chi phải nhọc đến hai? Lời nói ẩm ờ úp mở kéo Quy Bằng vào trọng một cách tự nhiên. Quả lão già áo đen là một con người âm hiểm. Quy Bằng chưa kịp mở lời cải chính để nói rõ mình không phải một bọn với lão già áo đen, thì nhà sư đã chận cười ha hả. Gặp được song sát cùng một lúc thật là hữu hạnh biết bao. Thế là cùng đi cả cho vui. Dứt lời, ba vị tăng nhân phóng mình ra khỏi quán. Lão già áo đen vai lại ngó Quy Bằng mỉm cười thâm độc: người ta mời đó, có gan thì hãy đi chơi. Thượng quan Hồng hớt hải nói: đi thì đi, chuyện gì phải đợi đến gan lận? Lão già áo đen cười lên sằng sặc và như một dải khói đen phóng thẳng ra ngoài. Nhìn Thượng quan Hồng, Quy Bằng khẽ câu mày. Lão già ấy nhất định không phải là kẻ đi đường đúng. Nhận lời theo hắn làm gì vậy? Thượng quan Hồng làm thinh, xịu mặt xuống và phóng tuốt ra cửa quán. Không còn cách nào khác hơn, Quy Bằng lắc đầu bương bả chạy theo. Nhưng trong thoáng mắt đã không còn thấy bóng lão già áo đen và ba nhà sư đâu nữa. Đối với Quy Bằng, việc xem chừng không quan hệ gì, giống không muốn dính vào chuyện không đâu. Chàng cảm thấy càng theo không kịp càng hay.
Giữa lúc hai người còn đang thơ thẩn, chợt nghe trong cánh rừng ở bên trái liên tiếp rú lên mấy tiếng thất thanh. Quy Bằng buộc miệng kêu lên: "Không xong rồi, các nhà sư đã bị nạn." Và chàng dãy thượng quan hồng gấp rút lao nhanh về hướng đó. Giữa cánh đồng mênh mông nơi đám rừng chồi, khi Quy Bằng và thượng quan hồng đến đó thì ba nhà sư đã thành ba cái xác nằm sóng xoài. Quy Bằng thở dài cúi xuống khám qua thi thể, chàng bỗng thất sắc kêu lên: "Đúng là lão ma đầu, rõ ràng ở trên ngực của các nhà sư nơi nhũ căn nguyệt đều lộ rõ những đường vận đen như đuôi cá." Không quen chiến trận, thượng quan hồng hơi ngán cái cảnh khủng khiếp của thay người nên cứ đứng đằng xa xa chứ không dám đến gần. Đến khi nghe Quy Bằng lên tiếng, nàng mới nói tiếp theo: "Chết rồi thì thôi, chuyện chi phải phí công suy nghĩ, đi cho rồi." Quy Bằng thấy để thi hài bộc lộ không đành nên không nghe lời dục của nàng, cứ lùi cui đào đất. Dừng lại, thật quả là hung ác, giết người còn tính chuyện phi thang. Quy Bằng giật mình ngẩn dậy, từ gian rừng bốn nhà sư nhanh như gió phóng ra trước mặt của chàng. Quy Bằng vội khoát tay và nói: "Thiền sư, tôi không nỡ để cho lõ lộ thi thể chứ không phải là kẻ sát nhân." Nhà sư dẫn đầu cười nhạt: "Là kẻ đại trượng phu, dám làm dám chịu, hà tất phải chối quanh. Tại hạ tuyệt không dám dối, hung thủ là một lão già áo đen." Một nhà sư khác từ phía sau bước tới: "Kẻ ấy là đệ tử của lão mà, sư huynh đừng để hắn lừa." Thượng quan hồng mới dấn bước giang hồ chưa từng gặp những điều hiểm ác, thấy các nhà sư vô lý như vậy, nàng tức giận dùng dằn: "Sư thúc, chúng ta đi thôi." Không hơi đâu biện minh với những kẻ không lý sự, và nàng với tay kéo Quy Bằng quay bước. "A Di Đà Phật, hai vị không nói rõ đầu đuôi thì đâu có thể nào đi được." Cùng một lúc với tiếng nói phát ra từ phía gian rừng, lại thêm hai vị hòa thượng, tuổi cũng trên dưới 50. Quy Bằng khẽ cau mày: "Các vị đến là người của phái Ngũ Đài đấy chứ?" "Bần tăng là Ngộ Nhân, và vị tệ sư đệ đây là Ngộ Quả." "Còn ba vị tử nạn đều là hàng sư đệ của Ngũ Đài Sơn." "Tại sao ba vị ấy lại đến đây?" Ngộ Quả thiền sư chắp tay niệm Phật: "Vì mối hận thù, bản phái đã đưa những môn đồ ưu tú theo dõi hành tung hung thủ và bắt được tin tức của lão ma đầu nên mới tập hợp nơi đây." Quy Bằng mỉm cười khó chịu nói: "Các vị đã biết hung thủ là ai rồi, sao lại muốn gây sự cùng tại hạ? Vì hành động của thí chủ quá mập mờ." Quy Bằng cười gằn: "Các vị cần nên biết, chỉ vì lòng tốt của tại hạ đối với những người đã chết, mong các vị hãy bỏ đi cái thái độ hàm hồ." Ngộ Quả thiền sư nóng mặt nói: "Cớ gì chứng minh rằng thí chủ không phải là hung thủ?" Quy Bằng dặn lại: "Thế các vị căn cứ vào đâu để bảo rằng tại hạ giết những người này?" Nhà sư Ngũ Đài hơi đuối lý ngập ngừng. Nhất Trí thiền sư vị hòa thượng đứng sau lưng Ngộ Quả sốc lên nói: "Sư huynh không cần phải nói nhiều, cứ bắt hắn đem về rồi sẽ hỏi lại sau." Thượng quan hồng nhếch môi khinh bỉ nói: "Quả là giọng điệu của những người danh vọng, nhưng liệu các ngươi có làm nổi việc ấy hay không?" Nhất Trí thiền sư tái mặt, dồn kinh lực lên song chưởng từ từ nhất tới: "Các ngươi hãy tự hỏi lại trước hành động để xem mình quả có biết rõ lai lịch của các vị thiểu hiệp này hay chưa." Tiếng nói lạnh như băng phát ra từ phía sau lưng của Nhất Trí thiền sư, quay phát người trở lại. Vị trung niên thư sinh mà Quy Bằng đã gặp nơi tử quán đã đứng sững ở đó từ bao giờ. Nhất Trí thiền sư khẽ rùng mình, vì bằng vào võ công thuộc cao cấp trong phái Ngũ Đài của ông ta, mà có kẻ đến sát bên mình như vậy lại không hay không biết, đủ để chứng minh nội lực của kẻ ấy đã đến mức độ siêu nhân. Tuy nhiên người cao độ phái Ngũ Đài vẫn giữ thái độ ung dung nói: "Không cần biết lai lịch của hắn là ai, bản phái nhất định phải bắt về." Vị trung niên văn sĩ cười ha hả nói: "Chẳng lẽ trưởng môn nhân phái Ngũ Đài sai các vị chuyên đi kết thù gây oán?" Ngộ Quả thiền sư ảm đạm chắp tay nói: "A Di Đà Phật, bần tăng chưa hiểu hết ý trong câu nói của thí chủ."
Người trung niên văn sĩ chậm rãi nói từng tiếng một. Nếu quả ngũ đại phái không chịu tìm rõ trắng đen, thì e rằng Hoa Diệt Vong không làm sao tránh khỏi. Ngô Quả Thiền Sư câu mặt. Các hạ biết vị tiểu thí chủ này ư? Nếu các ngài để tâm một chút, sẽ dễ dàng nhận được món binh khí mà vị ấy đang mang ở bên lưng. Và chỉ vào Thượng Quan Hồng, người trung niên văn sĩ nói tiếp. Và món binh khí của vị tiểu cô nương đây, chắc các ngài cũng không có lạ lắm. Là một người cao tuổi giang hồ đối với võ lâm, ngộ nhận rất ân tượng. Cặn kẽ qua lời nhắc nhở đến chiếc tử ngọc tiêu và sâu tràng hạt, thiền sư bỗng chú ý giật mình. Chẳng lẽ họ là truyền nhân của chính tà Song Tuyệt? Rồi như chợt khám phá thêm một điều gì, ngộ nhận thiền sư nhìn thẳng vào người trung niên văn sĩ gạn hỏi. Nếu bần tăng không qua mắt thì có lẽ các hạ là Hoa Lâm Lãng Điệp. Thoáng nghe câu nói của người trung niên, Quy Bằng biến sắc mím môi chồm tới. Các hạ là Hoa Lâm Lãng Điệp ư? Vâng. Quy Bằng dục thét lên. Người bắt mẹ ta giam giữ ở nơi đâu? Hoa Lâm Lãng Điệp thoáng vẻ sững sờ, nhưng chợt nhếch môi cười bí ẩn. Hiện ở tại Lạc Hồn Cốc, dâm tạc. Quy Bằng gầm lên một tiếng, dung tay chộp thẳng đến đối phương. Đừng ăn nói hồ đồ. Như bị chạm vào chỗ thống hận từ lâu, Hoa Lâm Lãng Điệp trầm giọng rít lên, đồng thời từ ống tay áo phớt ra một loạt quái phong chặn ngay thế công. Ánh tay chụp tới của Quy Bằng, dùng gạt xuống, thuận đà hất ngược trở lên, xeo xéo, phạt ngang vào hông của Hoa Lâm Lãng Điệp. Như một con quay, Hoa Lâm Lãng Điệp xoay hẳn một vòng, đẩy thốc chưởng phong tới đối kháng. Bùng! Một tiếng nổ rung rinh mặt đất. Bởi sức ép của hai luồng kình lực, Quy Bằng cảm nghe chuyển động cả thân hình, loạn choạng thối lùi. Hoa Lâm Lãng Điệp đôi vai lắc lư luôn mấy cái, chân không đứng vững được, thân hình thụt về sau một thước. Khí tức xông lên hừng hực, Quy Bằng nhấc bổng thân hình lên, thân ảnh quay tròn như một làn khói xanh cuộn gió. Hai chân cùng tung ra một lúc ba cước năm chưởng, tiềm lực xô ra ào ạt như nước dở bời. Hoa Lâm Lãng Điệp bật cười ha hả. Không có đủ thì giờ thù tiếp, xin mời đến Lạc Hồn Cốc gặp nhau. Và như một chiếc pháo thăng thiên, Hoa Lâm Lãng Điệp phóng dục mình lên trong thoáng mắt. Thân mình đã không còn trông thấy nữa. Quy Bằng bỗng vút theo rồi quát lớn. Ngươi cho rằng ta không dám đến à? Nhưng trước mắt chàng, Ngộ Nhân Ngộ Quả đã lao mình ra rồi trầm giọng nói. Đứng lại, quyết án của bản phái hãy còn chưa tỏ rõ. Quy Bằng đứng lại câu mày. Các vị muốn sao? Vụ án này nếu chưa minh bạch, chúng bần tăng đâu dám bỏ qua. Trước một vấn đề không thể biện phân, lại càng không nên gây ra chuyện lớn, Quy Bằng thở hắt ra một hơi dài tức tối. Như vậy là những bậc cao tăng, sao lại không thấy được sự thể đã rõ ràng như thế? Nếu quả tại hạ là hung thủ, há lại đi nhẫn nại phân giải điều phải điều trái như thế này hay sao? Thượng Quan Hồng bỗng dục tiếp lời. Huống chi các ngài chưa chắc đã giữ được chúng tôi. Ngộ Quả Thiền Sư trầm giọng. Bất cứ hai người muốn biện bạch như thế nào cũng đều vô ích, trừ phi theo chúng ta về Ngũ Đài Sơn tra cứu cho rõ ràng. Quy Bằng khẽ lắc đầu lạnh nhạt nói, điều đó tại hạ rất tiếc là không thể vâng lời. Ngô Quả Thiền Sư bước tới chắp tay, A Di Đà Phật, đó là do thí chủ buộc chúng bần tăng phải ra tay. Điều ấy tùy ở chư vị, không còn có cách nào hơn. Quy Bằng đành phải miễn cưỡng liền nhận lời khiêu chiến. Đôi môi của chàng mím chặt, đôi chân vẫn đứng yên một chỗ như sẵn sàng đón nhận những gì xảy tới, mặc dù mình không muốn. Đã một kết thủ pháp Quy Bằng lúc giao đấu ở Hoa Lâm Lãng Điệp. Biết người thiếu niên này không phải tay vừa, lại thêm Thượng Quan Hồng đứng một bên, đang hầm hầm bộ mặt. Ngộ Nhân Thiền Sư đưa mắt ra hiệu cho Ngộ Quả. Hãy để cho Nhất Trí thử xem, nếu không giải quyết được hẳn hay. Vừa thấy hiệu lệnh của người dẫn đạo, Nhất Trí Thiền Sư đã sốc tới chắp tay trước mặt của Quy Bằng. Xin thí chủ hãy chuẩn bị, bần tăng sắp phải đắc tội đây. Xin đại sư cứ tự tiện. Quy Bằng vẫn ôn tồn giữ lại, nhưng lòng chàng rất buồn vì thừa biết quan gia cứ đeo đẳng buộc ràng, nếu như
Thiền sư hãy tạm thời tai lại. Tần mẫu xin có lời. Tiếp theo giọng kêu sang sảng, một lão già quắc thước như cánh chim ưng từ ở trên tàn cây đáp xuống cạnh Quy Bằng. Các nhà sư Ngũ Đài Sơn giật mình lùi lại ngẩng mặt nhìn qua. Nhận ra người đó chính là Thiết Trảo Thần Ưng ban chủ của Kim Ngô Công. Ngộ Quả Thiền Sư vòng tay nói, à, té ra là ban chủ. Dân, chính là tại hạ. Tại hạ muốn giải nguy dùm cho vị thiếu hiệp này đây. Các đệ tử Thiếu Lâm đã chết bởi hắc sát truy hồn chỉ. Và vị thiếu hiệp này đây biết sử dụng môn công tà đạo đó. Nhưng tại hạ dám cam đoan cậu bé này không phải là thủ phạm sát hại những môn đệ chùa Thiếu Lâm. Ngộ Nhận Thiền Sư liền cất tiếng hỏi, thật không phải vị tiểu thí chủ này vậy là ai? Chẳng lẽ chính là kẻ dày máu tại Âm Phong Nhai từ 15 năm về trước? Nếu là hắn thì tiểu thí chủ đây cũng phải có mối liên quan. Giang hồ hiện nay đang xảy ra lắm chuyện thị phi và nhiều gút mắt. Tại hạ đang chú tâm điều tra. Thiết Trảo Thần Ưng liếc mắt nhìn về phía Quy Bằng. Tiểu thí chủ đây là con của Gió Lăng Cuồng Khách và Hồng Trần Tiên Tử, nên tại hạ quả quyết y không nhúng tay vào những vụ giết người mới đây. Ngộ Quả nhìn Quy Bằng nói, à, té ra đây là người giữ linh đài bửu hạp. Vậy để cho chúng bạn tăng tính, thì tiểu thí chủ hãy để linh vật đó lại làm bằng. Quy Bằng nghe xong bật cười ngất. Nghe câu nói của nhà sư, chàng càng nghiệm ra lòng tham của người đời. Quả thật vật báo trong thiên hạ cũng khiến cho các nhà sư từ bỏ trần tục động lòng tham. Quy Bằng tặng hắn và nói, vạn bối cảm ơn những lời phân minh của Thiết Trảo tiền bối, nhưng yêu cầu của các vị tăng nhân đây vạn bối không thể nào chu toàn. Vậy ai đủ khả năng thì xin cứ ra tay. Quy Bằng vẫn giữ một mực ôn tồn và lễ độ. Chính điều đó làm cho cục diện bớt đi phần căng thẳng. Ngộ Quả và Ngân Nhân suy nghĩ một lúc rồi liền quay sang nói với Thiết Trảo Thần Ưng. Bần tăng tạm gác lại, nhưng một ngày nào đó nếu phát hiện được tiểu thí chủ là truyền nhân của Bá Biến Thiên Ngã, các chúng tàn nguyện sẽ tiêu trừ mầm họa cho giang hồ. Thượng Quan Hồng nghe uất ức cả người. Nàng muốn mắng các nhà sư là những kẻ hồ đồ, nhưng lại thấy vẻ ôn tồn của Quy Bằng giả lại có Thiết Trảo, cho nên dặn lại. Thượng Quan Hồng chỉ hừ nhẹ trong cuốn họng. Thiết Trảo Thần Ưng vòng tay nói, tại hạ vô cùng kính phục sự suy xét của các vị lão tăng. Ngộ Quả và Ngộ Nhân ra hiệu cho nhất trí. Cả ba phủi tay áo tăng bào cùng trổ thuật khinh công lao đi biến mất sau cánh rừng. Quy Bằng vòng tay giái Thiết Trảo Thần Ưng, đa tạ tiền bối đã can thiệp kịp lúc, không để cho máu phải rơi và thay người phải đổ. Thiết Trảo Thần Ưng gật gù nhìn chàng. Chẳng qua lão phu còn thương lại mãn kiếp của những tăng nhân chùa Thiếu Lâm, giờ lão phu cáo biệt. Hiền đệ hãy mau đến Lạc Hồn Cốc. Chắc có thể bây giờ mẫu thân của Hiền Điệt đang mong đợi. Lão nói xong rồi thì nhún người chào tạ Quy Bằng và Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng nói, sư thúc chúng ta đi đến Lạc Hồn Cốc chứ. Quy Bằng gật đầu, cả hai cùng song hành tiến theo con đường độc đạo dẫn vào một cánh rừng thưa. Thượng Quan Hồng chọn lấy một gốc cây cổ thụ và bảo với Quy Bằng, sư thúc chúng ta chọn gốc cây này tá túc một đêm, ngày mai mình sẽ đi tiếp. Quy Bằng đồng ý và cùng lúc ngồi hành công dưỡng thần. Đúng canh hai, Thượng Quan Hồng giật mình vì phát hiện tiếng động nhẹ đang tiến về phía mình.